năm nay Triều không về quê ăn Tết được, nên là Triều quyết định thưởng cho mình một chuyến đi du lịch Hokkaido. Bởi vì nơi này là một trong những nơi mà Triều đã rất muốn đi từ trước tới giờ khi mà đã qua Nhật rồi. Nên là OK, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với vlog của Triều. Trong chuyến đi lần này, Triều sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những trải nghiệm mà Triều trải qua chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Hokkaido này. Và nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe. OK, bắt đầu thế nào? Từ khung cửa sổ máy bay, các bạn có thể thấy được tuyết phủ trắng xóa khắp các đỉnh núi. Đây chính là dãy Northern Alps của Nhật Bản ở tỉnh Nagano. Từ trước đến nay, khi nhắc đến du lịch Hokkaido, mọi người sẽ cho rằng không có ô tô thì chúng ta sẽ khó có thể đi lại giữa các địa điểm tham quan. Vậy, nếu không có ô tô thì làm sao để có một trải nghiệm tốt nhất? Các bạn hãy tham khảo cách của mình nhé. Hokkaido rất rộng, thật sự là rất rộng đấy, không đùa đâu. Cộng thêm một hệ thống giao thông công cộng khá đắt đỏ. Vì vậy, cách mà Triều chọn là mua vé JR Pass dành cho khách du lịch. Có rất nhiều loại vé, nhưng Triều khuyên các bạn hãy chọn thật kỹ loại pass mà mình cần để phù hợp với lịch trình của mình. Chi tiết thì các bạn có thể tham khảo dưới phần mô tả YouTube. Vì chúng mình là người nước ngoài nên các bạn hãy nhớ mang passport để có thêm được nhiều ưu đãi khác nhé. Hai, konnichiwa. Hai. Nếu mà nãy giờ các bạn nhìn sau Triều thì các bạn đã thấy tuyết rất nhiều đúng không? Hokkaido vào mùa đông thì đúng là rất là nổi tiếng về những cái cảnh quan có tuyết này nọ. Bởi vì trước đây Triều đã đến những cái vùng có tuyết tại Nhật rồi, nhưng mà tuyết ở trong thành phố nhiều như thế này thì Triều chưa thấy bao giờ. Hiện tại Triều đang đứng trước sân ga Sapporo. Bây giờ Triều sẽ đi đến khách sạn mà Triều đã đặt gửi hành lý. Sau đó thì Triều sẽ bắt đầu đi tham quan sau khi mà Triều gửi hành lý xong. Triều là fan của tuyết cho nên là Triều đã rất muốn đi Hokkaido từ trước rồi. Và đến bữa nay thì mình mới có cơ hội để mình lên. Chuyến đi này Triều đã lên kế hoạch từ nửa năm trước, đặt vé máy bay rất là sớm. Và sau đó thì mình đã lên kế hoạch chi tiết từng cái trong những cái ngày mà mình đi. Vậy là Triều vừa mới check in cái khách sạn xong. Bây giờ là đang là 12 giờ thì Triều chuẩn bị sẽ đi ăn trưa, sau đó là bắt đầu sẽ đi tham quan. Và đây là cái khách sạn mà Triều đã đặt trong ngày hôm nay. Bọn mình sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. Đây là cái quang cảnh phía trước khách sạn. Trước giờ Triều luôn muốn làm một điều khi mà đến Hokkaido, đó là đạp chân vào đống tuyết như này. Và vì giày của Triều là nó có chống nước rồi, Triều đã mua một cái sẵn một cái chai xịt chống nước rồi, thành ra là tuyết nó có tan thì nó cũng không thấm được vào giày của Triều. Nên là cái cảm giác đạp vào nó rất là sướng luôn nha. Ôi, tuyết ở đây nó khác hẳn với cái tuyết mà ở Osaka mà nó lâu lâu mà nó rơi ở cái chỗ mình sống ấy, nó rất là mịn và xốp ấy. Bây giờ Triều đang mua đồ của mini để ăn trưa. Bây giờ Triều sẽ giới thiệu với các bạn một loại mì Triều rất hay ăn ở bên Nhật. Cái mì này theo đánh giá của Triều là loại mì ngon nhất ở tại Nhật rồi. Bởi vì cái vị của nó khá giống với mì hoa hảo ở bên Việt Nam mình. Cái này là mì tom yum của Thái Lan, ăn nó khá giống cái hương vị Đông Nam Á nên là Triều rất là thích. Nó chua chua, cay cay, nó rất là thơm. Mình sẽ trộn cái này lên. Đấy, mì này nó có mấy cái con tôm, tôm khô ăn rất là ngon luôn nha. Nó khô nhưng mà mình ăn mình có cảm giác ăn nó giòn giòn, nó dai dai ấy. Nếu được thì các bạn hãy ăn thử nhé. Có đường bóng ma. Lần đầu tiên được đi trong một cái con đường mà hai bên tuyết nó phủ cao như thế này. Tuyết nó mềm và xốp, đã hay đâu á. Cái chỗ này xe đào đúng không?
vào cái nhìn xem nha. Này, cảnh nó cái đồ ấy. Cái đầu mình nó này thôi, mà cái lông tuyết nó cao như thế này rồi. Nó như là một cái lô cốt ấy. Nãy giờ thì Triều ôi, các bạn đi trên tuyết này rất là đẹp, nhưng mà cẩn thận bị trượt nha, bởi vì vừa tuyết vừa có băng nữa, nên là nãy giờ Triều cũng xém trượt mấy lần rồi. Là một cái trải nghiệm khá mới khi mà Triều đi Hokkaido này. Vậy là cái địa điểm đầu tiên trong ngày hôm nay của bọn Triều có tên là Shirokobito Koen. Với những bạn đang sống ở Nhật chắc hẳn cũng không có xa lạ gì cái thương hiệu Shirokobito này nữa đúng không? Hôm nay Triều muốn giới thiệu đến với các bạn, nhất là các bạn muốn tới Nhật Bản, một thương hiệu rất là nổi tiếng về bánh kẹo. Hiện tại Triều đang đứng trước nhà máy của thương hiệu Shirokobito này. Và có gì ở trong đó thì bây giờ bắt đầu bọn mình sẽ đi tham quan nhé. Giờ đầu tiên phải đi mua vé. Đây, từ xa kia có thể nhìn thấy một cái dãy núi đó kìa. Cái máy kiểm tra thân nhiệt mà Triều tưởng là mình là ăn trộm. Úi dồi. Sảnh tiếp tân mua vé. Bây giờ bọn mình sẽ mua vé tại này. Hai. Sapporo shi ni osumai desu ka? Sumanai. Hai, ippan no otonan ni mei sama desu ne. Hai. Arigatou gozaimasu. Tashitsugemu no osan ga gozaimasu ka? Ok, thì sau khi mà đăng ký xong thì không những là mình mua vé, mình được người ta hướng dẫn rồi mà người ta còn tặng kèm mình ba loại bánh của Shirokobito. Đó đâu? Cái này là chỗ Chocopia House à? Ừ. Bên trong bảo tàng có rất nhiều điều hấp dẫn như có thể tham quan nhà máy Shirokobito mà Triều sẽ quay sau đây và trải nghiệm tự làm đồ ngọt. Ngoài ra ở đây còn có một quán cà phê để bạn có thể thưởng thức những món đồ ngọt chính gốc mà chỉ ở đây mới có, và còn một cái view siêu đẹp luôn. Ăn đồ này, ăn được không? Nguyên liệu là bánh á. Cái cây này ăn được không? Không được. Bước vào công viên, cảm giác như đang bước vào bộ phim Charlie và nhà máy sô-cô-la vậy. Sự ngọt ngào và ấm cúng tràn ngập ở khắp mọi nơi. Một cái mùi rất là ngọt ngào, cái mùi sô-cô-la và cái mùi thơm của bánh, hai cái nó kết hợp lại rất là thơm luôn á. Ngoài cái trải nghiệm tự làm bánh ra, các bạn có thể tham quan chẳng hạn như cái trò chơi này, mình quay cái con quay như thế này thì cái con nhân vật kia nó sẽ tự động đi xuống, khi mình quay lên thì nó sẽ bật lên. Xoay 3 lần trở lên thì bắt đầu mấy cái đằng ở phía xa kia có quả cà cao nó sẽ bắt đầu rụng xuống. Ấy, nó rơi kìa. Ôi. Vui nhờ. Hôm nay cái số bánh cái xưởng làm được đó là 43.000 cái. Và đằng kia thì có thấy mấy cái cánh tay robot đang làm cái này. Ngon. Ở chính giữa là nó có một cái lớp sô-cô-la trắng, và ở bên ngoài thì nó có một cái lớp bánh vậy. Ăn vào nó rất là béo và thơm, cho nên là nếu được thì các bạn hãy mua cái này về làm quà lưu niệm cho người thân hay là những người cùng chỗ làm của các bạn ấy. Trường nghĩ đó là một món quà rất là tuyệt vời luôn đó. Và giá cả nó cũng không phải quá đắt nha, nó cũng hợp lý ấy. Bây giờ cũng có cái loại bánh sô-cô-la đen đó. Cái loại này thì Triều chưa thử, nhưng mà chắc có vẻ ngon đấy. Tại vì thương hiệu này rất là nổi tiếng và nhiều người Nhật cùng chỗ làm của Triều đã nói là cái bánh này rất là ngon và rất là nhiều người thích cái loại bánh này.
Sao vắng không này? Con đường sushi lỡ thế. Chào buổi tối mọi người. Lúc nãy sau khi đi về ở cái công viên Shirokobito thì trở về khách sạn, check in xong mình đã bắt tàu đi từ ga Sapporo xuống dưới thành phố Otaru. Và nơi đây, đây là một thành phố cảng rất là nổi tiếng ở Hokkaido, hải sản rất là đa dạng và tùy vào mỗi mùa thì có nhiều loại hải sản khác nhau. Và mình khá xui đó là vừa đi trong cái dịp Nhật Bản đưa ra lệnh hạn chế, thành ra là hàng quán nó cũng đóng cửa sớm như mọi khi, cũng không bắt người gì lắm. Còn một thứ nữa đó là cái chợ hải sản mà mình muốn ăn nó đã đóng cửa từ lúc 6 giờ tối rồi. Khi bọn mình xuống thì nó cũng đóng hẳn luôn rồi. Ok, như Triều đã nói lúc nãy, Otaru là một thành phố cảng biển rất là nổi tiếng của Nhật Bản, cho nên là ai đi du lịch Nhật Bản cũng muốn lần đến đây, bởi vì ở đây có hải sản rất là ngon. Và cũng có một cái khác nữa đó là một cái con kênh đào rất là nổi tiếng. Sau Thế chiến thứ hai thì kênh đào này nó được sửa đổi và nó thu hẹp lại một nửa so với lúc trước ở đây, bởi vì hiện tại đang là Maeboshi, là tình trạng bán khẩn cấp đấy, không có nhiều người lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hay khi mà mình đi du lịch đấy, thì dọc hai bờ kênh đào này đó là có những cái căn nhà tái tạo lại thành những cái nhà hàng đấy. Ở đây là một cái nhà hàng sushi này, ở dọc bờ kênh này sẽ có rất nhiều nhà hàng và những cái nhà cổ, kiến trúc cổ từ trước. Hơi tiếc một chút đó là mình không có ăn được buổi tối nay, bởi vì hàng quán hầu như cũng đóng cửa hết rồi. Cho nên là Triều sẽ quyết định là đi dạo hết con kênh này, sau đó thì chắc là trở lại thành phố Sapporo. Và bây giờ các bạn có thấy là Triều thở ra khói. Hiện tại là âm 3.5 độ. Triều rất là thích cái thời tiết như này, mặc dù rất lạnh nhưng mà Triều cũng không có đeo găng tay hay là đội mũ len gì, vì Triều đó cũng khá quen với cái lạnh của Nhật rồi. Đây là những cái nhà kho được xây từ gạch và nhìn cái kiến trúc nó khá là giống với châu Âu. Đây là giá để ngồi thuyền. Nếu mà ban ngày các bạn đi thì một người lớn sẽ tốn 1.5 sen. Còn chia buồn, hôm nay là ngày đầu tiên Maeboshi cho nên là nói ngừng chạy. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart, phải dậy từ lúc 5 giờ để mình chuẩn bị đồ đạc và mình bắt chuyến tàu có tên là Layla, chuyến tàu sớm nhất để đi lên Furano, thành phố nổi tiếng có ngọn núi Furano. Và ngoài ra thì còn có một khu tổ hợp các trò chơi hoạt động ngoài trời trong mùa đông lẫn mùa hè. Triều dự định sẽ chơi trò snowmobile, là trò chạy xe tuyết, chạy xe trực tiếp. Lúc này mặt trời chưa lên, nhiều phong cảnh hơi đáng sợ một chút bởi vì tuyết rơi rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mặt trời lên rồi nên là cảnh phía sau mình nó rất là rực rỡ luôn. Ở phía xa kia, tự nhiên ở trên mấy đám mây nó còn có cả 7 sắc cầu vồng nữa, xịn lắm. Mình rất là đẹp luôn. Mỗi tờ hơi lạnh thôi. Một cái nhà ga mà tuyết nó rơi, nó phủ luôn dưới này đây. Không biết làm cách nào mà nó rơi nó phủ được như thế này. Bây giờ thì sẽ đi cái tàu, nó chỉ có một toa duy nhất thôi. Vùng này khi mà mình đến thì Triệu cảm giác y như là mình đi về cái phần còn lại của thế giới. Nó vắng người ấy, mà tuyết nó nhiều nữa, nên là cảnh vật lúc nào nó cũng yên tĩnh ấy. Wow. Ai tàu để đi Furano đây. Wow. Nhìn mọi thứ cảnh vật nó đều tối giản theo cách riêng đó. Sau 2 tiếng ngồi tàu thì cuối cùng Triều đã đến ga Furano rồi. Có một cái hay đó là Triều đã hẹn trước xe đưa đón, cho nên là sau 5 phút nữa người ta sẽ đến trước ga và đón mình luôn. Ở đằng kia là cái tàu nãy Triều đi, chỉ có một đúng một toa tàu thôi. Nhiệt độ bây giờ đang khá là lạnh, tuyết cũng đã rơi rồi. Ở đây là quang cảnh phía trước ga Furano. Lạnh quá. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Make-
making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Thì vừa mới đến cái chỗ có tên là Asobia, là một cái nơi chuyên tổ chức những cái tour đi chơi hoạt động ngoài trời. Ngay đằng sau Triều là các trò chơi như là xe mô tô trượt tuyết này, hay là mình ngồi lên những cái xe qua chuối vậy, mình để cho họ kéo đi, nó rất là vui luôn. 10:30 Triều sẽ bắt đầu chơi. Và nãy giờ thì Triều vào trong cái chỗ quầy Ukitsuke, là quầy tiếp tân ấy, quầy dịch vụ ấy. Mình đăng ký, mình viết họ tên của mình. Rồi mình có thuê một chút đồ, ví dụ như là cái đôi giày Triều đang mang, một cái đôi boots đi dưới tuyết Triều đang mang đây. Và ở tại đây không những có những cái trò phía sau Triều đây, mà còn có trượt tuyết này, rồi ngồi lên khinh khí cầu ngay giữa mùa đông luôn nhé. Ngoài trò khinh khí cầu còn có cả trượt tuyết này, rồi còn có câu cá ở dưới cái hồ băng, còn có cả nhảy dù nữa. Nói chung là rất nhiều trò thú vị mà mình có thể chơi ở ngoài trời trong mùa đông. Và không ngoài mùa đông ra thì còn có con mùa hè nữa. Nói chung là chỗ này nó chơi quanh năm suốt tháng. Nói chung là cái chỗ Triều đang chơi đây nó có rất là nhiều trò chơi, cho nên là nếu mà các bạn nào thích hoạt động ngoài trời ấy thì nên ghé qua một lần cho biết. Để biết thêm trải nghiệm của mình, các bạn hãy đón chờ xem phần 2 nhé. Bye bye.